doanh thu của nhà hàng. Vì vậy, đây em sẽ thuyết trình về quy trình quản lý kho nhà hàng gồm có 3 nội dung chính. Đó chính nội dung thứ nhất là quy trình quản lý mã hàng, thứ hai là quy trình quản lý hoạt động nhập kho, và thứ ba là quy trình quản lý hoạt động xuất kho. Và đầu tiên sẽ là quy trình quản lý mã hàng, và sau đây là sẽ là các thành viên nhóm. Em sẽ trình bày phần này ạ. Dạ, em xin chào thầy và các bạn. Đầu tiên thì em xin trình bày về quy trình quản lý mã hàng ạ. Xuống đi quay ạ. Lên lên một slide. Máy ta nó bị lag. Sẽ là số 7 à, thì đầu tiên là sơ đồ À, khoan 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 được bạn đưa lên hệ thống MMS chưa? Đưa lên chú tên ai? À? Dạ tên em ạ. À. Giờ Bạn phần chờ một qua. tí tôi đào về cho. Về sơ đồ ngữ cảnh thì khi mà các cái nhà quản lý có nhu cầu muốn thay đổi hoặc là xóa bỏ mã hàng mới thì sẽ lập cái yêu cầu tới người phụ trách mã hàng, và phụ trách mã hàng sẽ kiểm tra. Sau đó thì sẽ lập phiếu nhập kho và thông báo lại cho các cái nhà quản lý. Thì sơ đồ sơ đồ DFD mất không là đầu tiên là nhà quản lý sẽ là bước một là thông báo kế hoạch nhập hàng. Thì đầu tiên là nhà quản lý sẽ có cái nhu cầu nhập hàng, sau đó gửi yêu cầu cụ thể tới các cái người phụ trách mã hàng. Tiếp theo là bộ phận mã hàng sẽ căn cứ vào thông tin yêu cầu để kiểm tra cái sự tồn tại của mã hàng và đối chiếu. Tiếp theo đó là sẽ thực hiện cập nhật. Nếu như mà mã hàng đó chưa có thì sẽ cấp mã mới. Thì cái việc cấp mã mới này sẽ áp dụng cho những cái sản phẩm mà vừa mới nhập hoặc là chưa có tồn mã ở trong kho trước đó. Và nếu mà cái mã hàng đã có rồi thì sẽ xem xét các cái yêu cầu hoặc là xóa mã hàng đó. Thì xem xét yêu cầu đánh giá là một sự rất là cần thiết. Và tiếp theo bước 4 là thông báo sự thay đổi mã hàng này cho các cái bộ phận liên quan để thống nhất mã hàng. Sau đó là lưu kho. Dạ em xin tiếp tục ạ. Đây là sơ đồ quản lý nhập kho gồm có 4 bước ạ, là lên đơn hàng, nhận và kiểm tra, lập phiếu nhập kho và nhập kho. Dạ, sơ đồ ngữ cảnh là khi mà mình có muốn nhập hàng hóa về kho thì mình sẽ gửi yêu cầu về cho nhà cung cấp ạ. Sau đó nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn và hàng hóa đến cho mình ạ. Sau đó thì mình sẽ thanh toán cho nhà cung cấp và sau đó lại báo cáo với ban quản lý ạ. Dạ, ở sơ đồ EFD mất không thì bước 1 là lên đơn nhập hàng ạ. Mình sẽ gửi yêu cầu nhập hàng đến cho nhà cung cấp. Nhà cung cấp sẽ gửi hàng hóa cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển sẽ gửi đến cho mình ạ. Sau đó là bước 2, nhận và kiểm tra. Thì nhà cung cấp sẽ gửi cho mình hóa đơn ạ. Sau đó là mình sẽ lập phiếu nhập kho ạ. Sau đó thì sẽ thanh toán cho nhà cung cấp ạ và lập báo cáo lên ban quản lý và hoàn thành nhập kho ạ.
Ủa đâu rồi? Dạ, em xin tiếp tục ạ. Sau đây là lý xuất kho. Bước đầu tiên là yêu cầu xuất kho. Bước thứ hai là kiểm tra hàng tồn kho. Bước thứ ba là lập hóa đơn, in hóa đơn. Bước thứ tư là xuất kho. Sau đây là sơ đồ ngữ cảnh. Quản lý xuất kho thì cung cấp hóa đơn cho khách hàng, cung cấp đơn bán hàng biên lai cho khách hàng, sau đó báo cáo lại cho các bộ phận có liên quan. Về sơ đồ DFD là bước thứ nhất là yêu cầu xuất kho, bước thứ hai là thông báo các bộ phận liên quan, nếu mà thiếu còn đủ thì sẽ kiểm tra tồn kho và lập hóa đơn, sau đó sẽ xuất kho. Dạ, nhóm em xin hết rồi. Cảm ơn Này Phong. cả. Và cảm ơn nhóm các bạn ha. Làm cái sơ đồ này như cái cầu thang ha. Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì cho nhóm này không? Với đề tài là quy trình quản lý xuất nhập kho của nhà hàng. Nếu không ai hỏi thì hỏi tại sao các bạn chọn đề tài này? Thì đối với em giờ thầy có nghe rõ mà. Cũng hơi hơi nhỏ, cứ nói đi em. Giờ là đối với nhóm em thì thấy đối cái đề tài này nó khá là quen thuộc, đặc biệt là đối với những bạn nào đã có đi làm thêm ở trong những đi làm thêm phục vụ hay chạy bàn hay làm bếp ở trong những cái nhà hàng quán ăn, thì em nghĩ đề tài này khá khá thích hợp đối với khá phù hợp với sinh viên. Nhóm bạn có bạn nào đi làm ở trong nhà hàng chưa? Dạ có. Ai? À. Dạ bạn đang ăn. Bạn Lan Anh như vậy quy trình này là do ai thiết kế ra, cả nhóm hay bạn Lan Anh? Dạ cả nhóm luôn. Cả nhóm hả? Tôi có thắc mắc là tại sao lại có quản lý mã hàng? Dạ, tại vì là thường là khi mà ví dụ như thầy một nguyên vật liệu nào đó họ cần có kiểu họ phân loại ra theo từng mã khác nhau á, để có tiện cho việc sắp xếp, với lại là tiện cho việc sắp xếp nữa. Nghe có vẻ không thuyết phục lắm. Tại vì cái mã hàng đó kiểu như là mỗi loại thực phẩm, mỗi loại nguyên vật liệu nó sẽ kiểu như nó phân loại theo từng mục khác nhau, và đánh dấu cái mã hàng này nhằm để giúp cho việc là sắp xếp lên kệ bố trí dễ dàng hơn, với lại thuận tiện cho việc với thuận tiện dễ nhìn dễ lấy hơn khi mà các nguyên liệu này đang ở nằm ở trong kho. Mã hàng Ví dụ như giả sử là thầy có nguyên lên, ví dụ như là thực phẩm có những cái loại mà rau củ quả thì phân loại ra một dãy, rồi rồi mấy cái nguyên liệu mà gia vị các kiểu là phân vào một dãy, thì có cái mã từng mã để đánh dấu vào đó, kiểu vậy đó thầy. à. Đầu tiên là quy trình quản lý mã hàng. Do còn nhiều nhóm ở phía sau nữa nên tôi sửa nhanh nha, nói nhanh thôi, nói chỗ sai các bạn thôi nha. Các bạn trong lưu đồ DFD không có cái kiểu vẽ tồn tại không tồn tại nha, không có. Các bạn ví dụ như là trong trường hợp số 2 và quá trình là 1.0 chứ 0.0 không 0.1 0.2
các bạn như 1.0 nha. À, hay 2.0 vậy. À, không có chuyện gì không 1.2 không 1.4. À, cái tiếp theo là các bạn muốn ở bây giờ nếu như mà kiểm tra nó có mã hàng hay không có mã hàng thì các bạn phải tách nó ra. Ví dụ như là nếu như mà kiểm tra mà không có mã hàng đó, thì mình qua quá trình nào, và có mã hàng thì qua quá trình nào thì mình tách ra. À, rồi qua quá trình nào bạn tách ra. À, rồi sau đó nếu như mà không có mã hàng thì bạn phải làm cái gì? À, phải thiết lập mã hàng mới hay là gì đó. À, thì bạn tự đi ra chứ không có kiểu mình viết không có mã hàng kiểm tra không mã hàng thì có mã mới. Thì cái kiểu mà các bạn viết hiện nay là nó, tôi theo tôi hiểu các bạn đây là một kho dữ liệu. Như kho dữ liệu thì các bạn không vẽ như thế này nha. Và bản chất của kho dữ liệu đó, nó không phải là cấp mã mới hay là kiểm tra. À, mà là nó bản chất giống như các bạn, giống như cái túi tiền của mình đó. Nó cho bản chất là gì? Bỏ tiền vào túi và rút tiền ra khỏi túi vậy thôi nha. Có nghĩa là bản chất của nó giống như một cái kho dữ liệu, thì nó bản chất nó chỉ mang cái chứa đựng thôi. Đó. À, dạ khoan đã thầy, dạ tại Ừ. vì á, kiểu như cái kiểu quản lý mã hàng này nó ngoài ra kiểu như là mình nó còn sẽ giúp cho mình dễ kiểm tra hàng hóa nữa, khi mà có một đợt kiểm tra hàng nguyên liệu ở trong tồn kho thì mình có thể dùng nó để mình dễ dàng kiểm tra nữa, nên là em nghĩ cái này là không có hẳn là phải là đúc một túi tiền như thầy nói. Sao không biết, nhưng mà tôi biết các bạn trong lớp có nghe có rõ không, tôi thấy âm thanh của bạn nhỏ và càng nói càng nghe nó càng nhỏ nhỏ, nhỏ dần, cho hồi tới lúc đoạn cuối tôi chẳng nghe gì nữa. Các bạn trong lớp có thể có nghe rõ không ạ? Nguyên đâu? Dạ. Vợ Nguyên lớp trưởng mà. Dạ. Em có nghe bạn nói rõ không? Ừ, hơi nhỏ thầy. Ờ. Thầy thông cảm giúp em, tại vì máy em nó có chút vấn đề kỹ thuật đó, nên nó bị lỗi một tí. Rồi bạn nói lại đi cho. Dạ, tại vì là không hẳn, tại vì tụi em lập cái sơ đồ quản lý mã hàng này á, là một phần á, là để phân bổ hàng hóa trong kho là một phần, còn phần thứ hai là tụi em dễ kiểm tra hơn, có nghĩa là khi có một đợt kiểm tra về hàng tồn kho thì tụi em sẽ dễ dàng căn cứ vào nó để mà kiểm tra, nó sẽ dễ dàng cho việc thao tác kiểm tra. Ý bạn nói là thiết kế quy trình này để mỗi lần các bạn kiểm tra các bạn dễ dàng phát hiện được sai sót đúng không? Dạ đúng, chính xác thôi. À, như vậy bản chất của các bạn là quy trình này là quy trình rà soát kho hàng đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Như vậy thì các bạn yêu cầu nhập hàng để làm cái gì? Dạ, có nghĩa là khi mà kiểu như hàng trong cái nguyên liệu nào đó nó hết thì mình sẽ báo lên quản lý để chân báo lên một lần quản lý, hay là cho người mà đặt hàng á, họ sẽ liên lạc với bên nhà cung cấp để nhà cung cấp đem hàng về cho mình đó. Nếu như vậy các bạn phải tách ra làm hai quy trình, một là quy trình nhập Nhưng nhập mà hàng và một quy trình thứ hai là quy trình đánh mã hàng nhé. À, đó là hai quy trình đó, nó khác nhau hoàn toàn. Các bạn lòng nó vào đây thì các bạn vào đây nó hơi bị nhập nhằng rồi nè. Bởi vì tôi đọc vào quy trình này tôi cũng rất là khó hiểu. Quản lý gửi nhu cầu nhập hàng, thông báo kế hoạch nhập hàng và lập yêu cầu gửi cho người quản lý phụ trách mã hàng. À. Và cái căn cứ vào cái thông tin nhu cầu về mã hàng này sẽ kiểm tra hàng và đối chiếu. Thì cái chỗ này nè. À, ý là theo tôi hiểu ý của các bạn là quản lý của cái nơi mà ví dụ như nhà bếp hay là nơi nào đó họ cần cái nguyên vật liệu đúng không? Họ sẽ cần nguyên vật liệu, họ sẽ yêu cầu nhập hàng,
và gửi yêu cầu lên người phụ trách này. Người phụ trách họ sẽ kiểm tra hàng hóa trong kho đúng không? Dạ đúng rồi. Hàng hóa trong kho. Nhưng mà nếu mà kiểm tra hàng hóa trong kho thì bản chất của việc kiểm tra hàng hóa và trong kho thì nó lại là hàng nó có sẵn ở trong kho rồi, thì việc nó tồn tại hay không tồn tại ở đây là một khái niệm nó chỉ có tồn tại thôi. Nhưng mà thầy ơi, nếu như giả sử cái mặt hàng mình cần đó, nó không còn ở trong kho, nó không có ở trong kho thì mình sẽ đặt hàng. À ý ý nói là ý là ví dụ như là trong kho nó còn hoặc là nó thiếu đúng không? À, nếu như vậy á thì các bạn sẽ vẽ phải vẽ nó khác chứ không vẽ kiểu này các bạn à. Thì lúc này kiểm tra hàng và đối chiếu thì nó sẽ lấy hàng từ trong kho lấy ra đúng không? Lấy thông tin từ kho ra. Chữ K đây. Kho đúng không? Lấy dòng kho ra và nếu như mà nó đủ á thì sao? Nếu đủ thì sao? Nó Trong đủ trường thì hợp có của thể, bạn. nếu như trường hợp là đủ thì mình có thể xem xét giữa việc là không đặt và đặt thêm, xem xét giữa hai trường hợp là không đặt hoặc là có thể đặt thêm. Nếu vậy thì là không đặt thêm rồi thì không có vấn đề gì hết. Thì bây giờ thì như vậy là cái chỗ này nè cũng không cần luôn, bản chất cái phụ trách mã hàng đang làm cái việc này à, một đúng không à? Cái mà tôi đang đọc là cái ông phụ trách mã hàng ông đang làm là kiểm tra mã hàng. Như vậy thông tin này qua có như một thì qua quá trình 2.0 này là sẽ kiểm tra thông tin về, thì nếu như vậy phải lưu cái thông tin yêu cầu ông này lại, ông này phải lưu lại mình bước trung gian đây là một cái lưu dữ liệu lại để sau này lỡ ví dụ như mà mình kiểm tra mình nói ổng ở anh kiểm tra mà ô tô không có làm gì hết thì cũng mệt hay cãi lắm. Nên vậy là gì à, kiểm tra thông tin trong kho hàng nếu như mà đủ á thì phải phản ánh lại trong này đúng à, của vì ông này đang có nhu cầu mà mình đang kiểm tra hàng cho ông là nếu có rồi đủ, và trong trường hợp không đủ thì bắt đầu là lập phiếu nhập hàng này, cái này là đủ nè, còn này là không đủ nè, không đủ thì chúng ta lập phiếu nhập hàng. Và trong trường hợp là gì, trong trường hợp như em nói nó có nghĩa là nó đủ nhưng mà mình cảm thấy nếu mà đưa trong này đồ nó hết thì chúng ta sao, thì chúng ta cũng nhập, thì nó cũng xét trong trường hợp là không đủ luôn, có nghĩa là dự báo nhu cầu mình trong tương lai mình cần nhiều hơn thì mình cứ không đủ là mình mới lập phiếu nhập nè. À, lập phiếu nhập à, chỗ này cái chữ hoàn thành nhập kho của bạn hàm hàm ý là chỗ này là nhập kho rồi. Và nếu như lập phiếu nhập á thì Kiểu như cái đơn đặt hàng đó thầy, kiểu như là cái đơn đặt phiếu đặt hàng. vậy là lập đơn đặt hàng chứ. Nó không 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 kiểu như cái phiếu nhập đó, nó có tương tự na ná như đơn đặt hàng. Nhưng mà ý em nói là lúc này là hàng đang ở trong kho là hàng tới. Và hàng tới Hàng tới thì chưa, mà em mới đặt hàng thì hàng sao chưa tới được. Anh em phải đặt hàng với nhà cung ứng thì họ mới gửi đến được cho em mới nhập kho được chứ. Chứ bây giờ em đang là kiểm tra hàng đối chiếu này, tất cả khâu này này đang gạch ngang này là phải đang phần nội bộ này, đó. Nội bộ của em đúng không? Rồi tới phần như này nếu như mà căn cứ vào để mà lập phiếu nhập có nghĩa là gì, hàng đang tới, hàng nó tới đúng không, thì em mới căn cứ để lập phiếu nhập đó chứ. À, nên ý tôi nói với em ở đây thì chúng ta có hai quy trình. Quy trình thứ nhất là quy trình rà soát lại cái mã hàng hàng nội, rà soát lại cái mã hàng trong kho, và quy trình thứ hai đó là quy trình đặt hàng. Thì cái của em hình như là đang đang ở cả hai bước này luôn, có nghĩa là vừa rà soát mã hàng vừa nhập kho, tiến hành nhập kho luôn à, nên nó khá là nó nhập nhằng chỗ này. Thì chỗ này thì phải là lập phiếu đặt hàng đúng, trong trường hợp là không không đủ thì đặt hàng thì các bạn mới gửi qua bên nhà cung ứng nè, cung ứng và nhà cung ứng gửi hàng đến thì các bạn mới hoàn qua bước hoàn thành nhập kho và thông báo cho nhà quản lý thì mới là đúng nè. À, dĩ nhiên là ở những bước này các bạn hoàn toàn thể phân rã ra thêm nữa, ví dụ bước 3.0 hoặc là bước bước số 2 à, thì hoàn toàn các bạn có thể phân rã nó ra thành nhiều bước nữa.
ở trong nội bộ nội bước 2.0 này, và 3.0 này các bạn hoàn toàn cái phân rã nữa. Ở đây các bạn có quản lý nhập kho nè, như vậy cái chỗ này là chỗ này là không đúng rồi. Nếu như theo bản chất của bạn là tới đây là không cần lập phiếu đặt hàng và gửi cho nhà quản lý thôi à, không cần gửi nhà cũng muốn, bởi bản chất của bạn là tới đây là tới con bước 4.0 này mất đi này. Bạn có nhập kho này, cái này sai kỹ thuật ha, cái này các bạn cũng không cần ha, nhà cung ứng đưa qua hẳn luôn, vận chuyển tới ha. Thì các bạn thực ra thì các bạn quan tâm là hàng đến tay mình thôi, còn việc nhà cung cấp này nó gửi hàng tới cho mình thì cái tiền phí vận chuyển, thuê ai vận chuyển thì đó là chuyện nhà cung cấp, chúng ta không cần quan tâm các bạn. Giống như tôi bảo các bạn lên trường học, và tuần sau lên trường học, học trên trường, học online nữa, thì việc các bạn lên trường bằng xe máy hay bằng xe ô tô hay là bằng xe đạp thì thực sự thì tôi cũng không thể biết được, và tôi cũng không quan tâm vấn đề đó đúng không ạ. Và các bạn thấy tôi đi xe máy hay xe ô tô thì bạn đâu cần quan tâm đâu, ở đây nó chỉ là phương tiện thôi, chúng ta quan tâm là cái dòng thông tin nha. Các bạn cần có một cái kho dữ liệu ở đây, cái này là cái gọi là cái phiếu xuất kho. Thường hàng trên, các bạn biết hàng hàng mà đi trên đường nó phải có tối thiểu hai thứ, một là phiếu xuất kho và hai là hóa đơn nha. Thường là ví dụ như tôi bán hàng cho bạn thì tôi sẽ lập phiếu bán hàng hoặc phiếu xuất kho gửi cho các bạn, và sau nếu hàng đúng rồi tôi gửi hóa đơn lên thanh toán, còn nếu như mà tôi chắc chắn thì tôi vừa hàng tôi gửi cho bạn thì gửi kèm luôn cả hóa đơn. Mà trong trường hợp này là gửi hàng trước gửi hóa đơn sau thì trên hàng nó phải có cái là phiếu xuất kho, thì mình sẽ lưu lại cái phiếu xuất kho này, và khi mà nhà cung ứng gửi tới thì mình sẽ lấy hóa đơn mình so sánh giữa cái phiếu xuất kho mình lưu đây mà để vào để mà mình kiểm tra xem nó có khớp hay không. Và nếu mà khớp rồi ở đây sao lại là phiếu nhập kho à, không phải là phiếu nhập kho mà tiến hành là gì, thanh toán viết hóa đơn hay là thanh toán nha các bạn, vì mục đích của bạn là gì, thanh toán cho nhà cung ứng à, nên cái chỗ này là không phải là phiếu nhập kho. Ở đây cái đoạn nhập kho này các bạn phải là thanh toán à, bước thanh toán 3.0 bạn thanh toán cho nhà cung cấp, và đây 4.0 nhập kho, nhưng mà các bạn nó chỉ đi vào không đi ra, nhập kho xong là phải gì nữa, nhập kho phải xong báo cáo cho nhà quản lý, còn bước này báo cũng được mà không báo cũng được ha, cái này có được nữa, bước này thanh toán. Thực ra thanh toán thì các bạn phải có một cái bước ở đây này, nhà quản lý này báo lên là đặt hàng, cái này là đặt hàng các bạn, chúng ta đặt hàng và đặt hàng thì người nhà cung ứng thì họ mới gửi hàng đến à. Thì như vậy nó mới hợp lý các bạn. Còn đây là quản lý xuất kho à, quản lý xuất kho khách hàng đặt hàng à, thực ra thì cái trường hợp này thì sao nhỉ, cái trường hợp này dành cho bán hàng online nó nhiều hơn. Mà Thầy tại vì cái này đó là kiểu như ta là thực khách họ lên đơn xong rồi đầu bếp sẽ nấu món gì đó và sẽ liên à rồi xin lỗi các bạn, à trong trường hợp này là nhà hàng ha, tôi quên mất à, trường hợp đây là khách hàng đơn hàng bán hỏi thì đưa xuống đúng không ạ, đưa xuống thì như vậy là cần có những nguyên liệu gì để mà để nấu đúng không ạ, để nấu để rồi
bộ phận liên quan. Bộ phận liên quan là bộ phận nào? Em nghĩ nhà bếp. Nhà bếp hả? Thực ra Nhà thì bếp rồi rồi thủ kho, nói chung là nội bộ của trong nội bộ của nhà hàng mà khu vực bếp với thành. như vậy thì Bếp và kho, bếp và kho. thường thì nếu như mà đúng quy trình đó, thì thông tin mà khách hàng đặt hàng, ví dụ như là khách hàng vào gọi món thì đầu tiên thì đưa xuống dưới như thằng bếp chứ, đúng không ạ? Bếp rồi nó mới cần bao nhiêu vật liệu, đúng không ạ? Nó cần bao nhiêu vật liệu rồi mới nấu được chứ, đúng không ạ? Và nhà bếp yêu cầu là gì? Nguyên vật liệu, đúng không ạ? Nguyên vật liệu rồi họ mới nấu, đúng không ạ? Rồi sau đó là gì? Thực ra thì nó khá là mơ hồ. Nếu như mà các bạn qua bước đây là bước gọi là lễ tân này, vì tôi khách hàng vào thì tôi chỉ gặp lễ tân thôi chứ tôi không thể yêu cầu xuất kho được. Bộ phận gì ta, nếu gọi lễ tân, gọi là nếu mà đặt động từ trước là xử lý yêu cầu khách hàng, mà xử lý yêu cầu khách hàng sau đó mới gì, hóa đơn gửi cho khách hàng, rồi gửi thông tin cho nhà bếp nè, nhà bếp rồi họ mới tiến hành là gì, lấy gọi là gì, lấy hàng lấy trong kho ra. Thì cái việc mà trong kho ra thì lúc này thì các bạn phải vẽ cái kho, kiểm tra kho thì phải dùng ký hiệu là kho dữ liệu nè, gọi là kho nguyên vật liệu, chứ các bạn không nên dùng cái này được. Bởi vì kiểm tra kho, bản chất kiểm tra kho mà bạn không có một cái kho dữ liệu nào cũng được, thì họ lấy thông tin trong kho ra, họ lấy, có nghĩa là ở đây tôi hiểu là lấy nguyên liệu từ trong kho ra, và sau đó là gì, sau đó khách hàng có cái mũi tên qua đây làm cho tôi khó hiểu, lập hóa đơn, xin hóa đơn xuất kho. Thì em đang nghĩ là cái mũi tên phải đủ chiều thì đúng không? Bạn nói nhỏ quá tôi không nghe được, sao em? Giờ cái này em nghĩ là cái mũi tên nó đủ chiều thì đúng không? Mũi tên một chiều cái chỗ này hả? Nó đổi chiều cái chỗ khách hàng mà mũi tên nó đi vô lập hóa đơn á, thì em nghĩ đúng À đây hả? không? Giờ nó đúng không? Kiểu như là bill á. Bill ở đây này các bạn, đây này, lễ tân này, tôi coi cho là lễ tân ở trên này đi. Đó. Thì các bạn đặt hàng ăn, đúng không? Gọi món xong thì sao? Thì chụp hồi một lễ tân ra tính tiền, đúng không? Nhưng mà cái chỗ lễ tân tính tiền này thì chúng ta chưa đề cập tới. Nhưng mà lễ tân xong họ sẽ gửi thông tin gọi món, đúng không? Ví dụ như nhà hàng tôi gọi món gặp lễ tân sẽ gửi xuống cho nhà bếp, đúng không? Nhà bếp họ sẽ lấy đọc cái gọi là cái gọi món của các bạn, của khách hàng lên, và họ cần bao nhiêu nguyên liệu, đúng không? Rồi sau đó họ mới tiến qua đó là gì, xuất kho luôn, xuất kho luôn, các bạn qua thẳng đây luôn, qua xuất kho nguyên vật liệu, đúng không? Ở đây gọi là, nếu mà xuất kho thì mà gọi là gì ta, nếu mà xuất kho gọi là nấu á, gọi là nấu, mong muốn hay nấu nữa, mà gọi là gì đây, sao đặt cái tên cho nó hay, kiểm tra kho, hóa đơn, cái này mũi tên một chiều thôi. Cái này là xuất kho ha, như vậy thì bản chất của chúng ta thì chỗ này cũng không cần, không cần cái này nha, mũi tên này thì cũng không cần luôn, đúng không? Bộ phận đây là đầu bếp, đầu bếp sẽ báo cho là gì, kiểm tra nguyên vật liệu, hoặc là kiểm tra nguyên vật liệu mà bộ phận là cung cấp nguyên vật liệu, cung cấp nguyên vật liệu, và cung cấp nguyên liệu họ sẽ lấy cái dữ liệu từ trong kho ra, cung cấp nguyên vật liệu, cung cấp họ lấy dữ qua, và họ sẽ phản hồi lại. Và nếu như mà như bạn kỹ thì qua bước xuất kho này,
như vậy đó. Và một cái số kho cuối cùng phải chạy về trong bếp. Ui, số kho để cho ông gì? Cho ông bếp ông nấu. Nếu không thì chả có ý nghĩa gì, đúng không ạ? Và nhớ lưu lại, số kho thì phải lưu lại, đúng không ạ? Chúng ta phải lưu lại số kho những cái gì vậy thôi ạ. Nó khá là nó rối rắm ở chỗ này, nhưng mà do các bạn đưa thêm những cái thông tin lập hóa đơn, bản chất của các bạn đang là xuất kho à, còn hóa đơn gì khách hàng đó là chuyện của nó đi, nó nằm ngoài cái việc của chúng ta. Và chúng ta quan tâm là từ khi khách hàng đặt món và tới khi chúng ta xuất kho nguyên liệu. Tại sao? Vì chúng ta phải đi từ khách hàng, bởi vì cái việc chúng ta xuất kho nguyên liệu là xuất phát từ ông khách hàng này nè, đúng không? Nên đi từ khách hàng xuất kho từ ông, vì ông đặt gọi món nên tôi phải bếp, nên tôi cần nấu, nên tôi phải liên hệ tới bên gọi là gọi là người thủ kho ha, hay là nguyên vật liệu đó, người cung cấp nguyên vật liệu để mà kiểm tra nguyên vật liệu cho tôi và xuất nguyên vật liệu cho đầu bếp để nấu, à, sơ bộ là như vậy thôi. Các bạn có thắc mắc gì không? Dạ không thầy ơi, dạ em cảm ơn. Được rồi. Thì không còn nhiều thời gian thì mời nhóm tiếp theo. Nguyễn Trọng Hùng. Dạ em xin phép trình bày về dạ em xin phép trình bày phần trình chiếu của em có đây thì em xin trình bày quy trình marketing bán hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. À, bạn đưa slide của mình lên đi bạn. Dạ thầy thấy không thầy? Không. Các bạn trong lớp thấy không? Lớp trưởng đâu, có thấy không? Dạ không thầy ơi. Bạn Hùng làm lại đi bạn. Rồi được rồi đó. Em xin trình bày về quy trình marketing bán hàng ạ. Thì bao gồm quy trình marketing bán hàng ở đây của em bao gồm 7 bước. Bước đầu tiên là xây dựng chiến lược marketing rõ ràng. Bước 2 xác định mục tiêu. Bước 3 nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh. Bước 4 xây dựng kế hoạch nội dung. Bước 5 xác định kênh marketing online phù hợp. Bước 6 thực hiện kế hoạch marketing bán hàng. Bước 7 đo lường hiệu suất hợp. Thì ở đây em vào bắt đầu bước 1 là xây dựng chiến lược marketing bán hàng rõ ràng. Thì đầu tiên mình muốn Thôi em cứ đi vào quy trình luôn đi, những cái lý thuyết chữ mình bỏ qua nha các bạn. tiếp bước tiếp theo mình xác định mục tiêu cho kế hoạch và nghiên cứu thị trường cạnh tranh và xác định lên nội dung và sau đó dùng công cụ marketing. Bước thứ sáu là thực hành marketing và bắt đầu bán hàng. Bước 7 là đo lường hiệu suất. Ở đây thì bọn em có sơ đồ marketing bán hàng là đầu bằng chiến dịch tiếp thị sản phẩm, thu hút khách hàng. Tiếp theo hoạt động bán hàng, chăm sóc, bảo trì sản phẩm lỗi sau khi bán hàng, thu thập thông tin từ đó đưa ra hiệu suất để thay đổi chiến lược marketing đó. Ở đây sơ đồ PDF của em thì có gồm marketing và bán hàng. Đây sơ đồ DFD của em là tiếp thị sản phẩm thì mình đưa tiếp thị sản phẩm tới khách hàng và nhận phản hồi từ khách hàng. Từ đó mình lên duyệt đơn. Sau đó hàng tồn kho sẽ báo với bên duyệt đơn. Và rồi thông báo số lượng hàng tồn kho. Rồi bước E là duyệt đơn sẽ giao hóa đơn bộ phận bán hàng. Bán hàng bắt đầu giao hàng hóa đơn đến bán hàng
hàng sẽ là thanh toán tiền đơn hàng cho bộ phận bán hàng, và bước cuối cùng là bán hàng thông báo số lượng hàng trong ngày cho hàng tồn kho ạ. Em xin phép hết. Lại đi, lại đi. Dạ. Bạn giải thích lại cái sơ đồ DFD Dạ là bộ phận tiếp thị sản phẩm thì sẽ truyền đạt thông tin sản phẩm tới khách hàng và nhận phản hồi từ khách hàng ạ. Từ đó khách hàng thì sẽ báo cho bên duyệt đơn, từ đó duyệt đơn kiểm tra từ hàng tồn kho. Nếu như có đủ số lượng hàng thì thông báo cho bên bán hàng và thực hiện bán hàng ạ. Và khách hàng thanh toán hóa đơn thì bên bán hàng sẽ thông báo hóa đơn bán trong ngày lại cho hàng tồn kho. Cảm ơn bạn. Cái đầu tiên nha, tôi phải nghe lại lần nữa để tôi khẳng định lại, vì lần đầu nghe lần đầu tiên á thì bên kho sẽ báo lại bên duyệt đơn. Thì các bạn nguyên tắc nha, hãy nhớ này nha, cái túi của mình nó không biết nói chuyện nha, có nghĩa là cái kho dữ liệu á, bản chất của nó là bị động. Có nghĩa là gì? Bạn thích thì bạn móc tiền vào ra và bỏ tiền vào, bạn không thích thì bạn móc tiền ra. Nên cái kho này á là nó, cái kho, xin lỗi các bạn, bạn vẫn đang trình chiếu không? Bạn thấy trình chiếu Dạ. rồi hả? Nó không bị thoát vào thời, để em bật lại. Thôi để bật rồi, được rồi. Cái đầu tiên tôi muốn nhận xét đó là marketing và bán hàng. Theo nhóm marketing là gì? Dạ, theo em marketing là tiếp thị sản phẩm tới khách hàng ạ. Còn bán hàng. Dạ là mình bán hàng, sau khi mình tiếp thị sản phẩm thì mình tiến hành bán hàng ạ. Các bạn trong lớp đồng ý với quan điểm của bạn này không? Đang học môn quản trị marketing với cô Thảo mà đúng không? Nguyên đâu, lớp trưởng? Dạ. Có đồng ý với quan điểm của bạn không? Hôm nay em nghe không rõ. Bạn nói bạn marketing là gì? Nói lại cho bạn nghe đi. Marketing tiếp thị sản phẩm tới khách hàng ạ. Như vậy bạn nói là marketing là tiếp thị sản phẩm tới khách hàng, còn bán hàng là bước tiếp theo cũng tiếp thị là bán, đưa sản phẩm cho khách hàng. Bạn đồng ý quan điểm đó không? Dạ không. Chứ sao? Dạ, marketing nó không chỉ là tiếp thị á. Bao gồm gì nữa? Dạ, nó là một quá trình kinh doanh tạo kiểu gì ta? Nó là một cái mà làm sao để hiểu biết, hiểu rõ khách hàng. Xong rồi. Nói chung nó là một chuỗi cái công việc chứ không phải chỉ là đơn thuần là tiếp thị. Nó À có đúng một rồi đó. Có nghĩa là marketing nó là một chuỗi những hoạt động. Và mục đích của nó đó là gì? Thứ nhất, đó là tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Thứ hai, đó là đưa cái sản phẩm, đưa cái thông tin đó, sản phẩm đến khách hàng. Nè. Và thứ ba, đó là tìm cái kênh, mà để mà đưa cái sản phẩm đến khách hàng. Và thứ tư á là bán hàng. Thì ý ở đây có nghĩa là trong chữ marketing nó bao gồm chữ bán hàng. Nên vậy là khi mà bạn rõ cái chữ marketing phải bán hàng ở đây á, thì tôi cũng hiểu ý bạn. Nhưng mà tôi nghĩ nếu bạn bỏ chữ marketing đi mà là
các bạn dùng những gọi là một cái từ trong tiếng Anh gọi là promotion, gọi là gọi là khuyến mãi hay chiêu thị hay là gì đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì bản chất của việc các bạn bước đầu tiên để thu hút khách hàng mục tiêu, đúng không? Thì marketing thì các bạn có thể hiểu, tôi hiểu ý của bạn ở đây có nghĩa là gì, là quảng cáo là gì đó, đúng không ạ? Thì nó cũng là trong chữ promotion. Rồi tiếp theo là khi mà thu hút được khách hàng thì tôi mới bắt đầu bán hàng, đúng không ạ? Bán hàng xong rồi tôi mới chăm sóc cái khách hàng. Sau khi sản phẩm bán rồi, anh xài sử dụng có hài lòng không, tôi thu thập thông tin về cái sự thỏa mãn của các bạn, của khách hàng, đúng không ạ? Để từ từ đó tôi điều chỉnh cái chiến thuật bán hàng hay là chiến thuật marketing, mà gọi là khi cái chữ marketing này bạn lại dùng đúng này, cái chỗ này là dùng đúng. Bởi vì cái đánh giá được hiệu suất chiến lược marketing có nghĩa là gì? Bởi vì bản chất cuối cùng của doanh nghiệp đó là bán được hàng cho khách hàng, đúng không ạ? Và marketing đó là một cái quá trình từ từ bước đầu tìm hiểu nhu cầu khách hàng cho tới khi đáp ứng nhu cầu khách hàng. Thì như vậy tôi thu thập thông tin ở đây là thu thập thông tin về sự thỏa mãn khách hàng, như vậy thì tôi biết được cái hiệu suất của tôi là có đạt được không, đúng không ạ? Và đồng thời khi mà thu thập thông tin này cũng biết được cái chỉ tiêu kinh doanh bán hàng này có đạt hay không, đúng không ạ? Rồi sau đó là tôi mới xong cái marketing bán hàng kết thúc rồi. Không hiểu các bạn để chỗ này, hồi nãy các bạn nói chỗ này cũng khá là nhanh, nhưng mà tôi nghĩ chỗ này nên bỏ đi. Khi đo lường hiệu suất rồi tôi mới xây dựng chiến lược chiêu thị mới. Cái chiêu lị cái chiến lược là xây dựng chiến lược chiêu thị. Sau khi tôi đi một vòng, tôi cung cấp sản phẩm ra thị trường, tôi có những cái bài học, có những cái kinh nghiệm, thì như vậy thì tôi mới có những cái điều chỉnh trong cái chiến lược phát triển sản phẩm của tôi, chiến lược chiêu thị sản phẩm mới của tôi. Thì như vậy thì nó gọi là đi một vòng như vậy. Thì đó là quan điểm của tôi, thì không biết là các bạn có đồng ý không. Thì sau khi học môn quản trị marketing thì tôi nói vậy, các bạn có đồng ý không? Dạ đồng ý thầy. Ha. Nói vậy cái chỗ này nó sao rồi? Chỗ này ngoài đổi chữ nha. Nè, các bạn nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch nội dung, sử dụng công cụ marketing này. Thì đúng rồi, nhưng mà dĩ nhiên là cái hoạt động bán hàng, tại sao bây giờ các bạn có học môn quản trị bán hàng? Bởi vì bán hàng nó là một kỹ năng, để nó tách ra cái bản chất bán hàng nó cũng nằm trong cái marketing luôn. Thì đây là sơ đồ DFD của các bạn dùng ký tự này thì rất là có sự, cũng tôi nghĩ là các bạn cũng có sự tìm hiểu và nghiên cứu để mà tìm ra được một cái lưu đồ, đúng không ạ? Dùng ký hiệu ABC này cũng cũng rất là hợp lý, khi mà thông tin nó quá dài và đưa vào thì mình nó không đủ chỗ, mà nếu có đưa vào chữ nhỏ thì cũng được. Tiếp thị sản phẩm, đưa thông tin đến khách hàng và khách hàng phản hồi thông tin khách hàng, phản hồi thông tin của khách hàng. Các bạn cắt ra, các bạn làm gộp cũng được thôi, nhưng mà đôi khi nó không rõ lắm, bởi vì cái bản chất của cái này là quá trình tiếp thị. Bạn chia ra cái hoạt động này nè là quá trình tiếp thị nè, còn quá trình bên này các bạn đang là quá trình bán hàng, đúng không? Hai quá trình đó các bạn có thể tách ra, còn gộp lại thì cái chỗ này nó khá ư là mơ hồ nha, bởi vì các bạn quá trình 1.0 này các bạn hoàn toàn có thể phân rã nó ra, quá trình tiếp thị sản phẩm. Rồi khách hàng C là gì? Đặt hàng, duyệt đơn, lấy kho ra dữ liệu, và nếu như hàng trong kho còn thì sẽ sao? Qua bước thứ hai là bán hàng. Bán hàng F từ
E là giao hàng để bộ phận bán hàng lấy hàng, duyệt hàng và sao cập nhật dữ liệu trong hàng trong kho. Và rồi nói chung là về mặt lưu đồ là về cơ bản là như vậy được rồi, nhưng mà tuy nhiên cái chỗ tôi nhấn mạnh chỗ này nè các bạn, con tôi nghĩ là các bạn đang hơi bị tham vọng hơi nhiều, nên các bạn gộp chung lại, nhưng mà tiếp thị các bạn hoàn toàn có thể tách nó ra, tách nó ra để mà mình làm một quy trình riêng cho nó, giống như hồi nãy các bạn xuất kho với nhập kho các bạn tách ra. Được rồi, cảm ơn nhóm rất nhiều. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi mời nhóm tiếp theo đi các bạn. Nhóm số 13, bạn Ngọc Khuyên. Alo ạ. Ừ. Mèo mèo. Con nghe, yên tâm. Dạ đợi em xí em chia sẻ màn hình đợi nha thầy. Nhớ mặc đồ vào nha, đừng để camera. Không. Sẽ slide nhóm nghe chưa? Rồi tôi thấy rồi. Bây giờ bạn đưa bạn tôi khuyên bạn đưa lên MMS luôn hả? Dạ đúng rồi thầy. Dạ À rồi. bạn Như gửi thầy ơi. Như hả? Tên gì? Quỳnh Như ạ. Quỳnh Như. Để tôi từ tôi tìm tôi đào về đó, cái gì tôi sửa cho các bạn luôn. Các bạn cứ nói đi. Dạ. Dạ, để có thể mua được món hàng mình cần đáp ứng và đầy đủ thì cần có 3 bước sau. Bước thứ nhất là xác định nhu cầu, bước thứ hai là tiến hành đặt hàng, và bước thứ ba là hàng mua về có đúng yêu cầu hay là không. Xác định yêu cầu thì có bốn bốn bước, đó là thời điểm cần có hàng, số lượng và kế hoạch sản xuất. Thứ ba là thời gian giao hàng và tình hình thực hiện đơn hàng của nhà cung cấp, và cuối cùng là khi nào nên đặt hàng. Dạ, đây đây là biểu đồ chi tiết ạ. Khi xác định nhu cầu thì doanh nghiệp bắt đầu lập yêu cầu mua hàng. Lập yêu cầu mua hàng thì quy trình mua hàng sẽ bắt đầu bằng nhu cầu mua hàng hóa cũng như vật liệu phục vụ cho sản xuất. Nhu cầu có thể bắt nguồn từ kế hoạch sản xuất, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu của doanh nghiệp hoặc là nhu cầu của một bộ phận. Từ đó bộ phận cần mua sẽ lập đề nghị mua hàng gửi đến phòng thu mua. Khi yêu cầu mua hàng, phòng mua hàng tiến hành phân công cho nhân viên mua hàng tìm kiếm nhà cung cấp, báo giá các mặt hàng. Tiếp đến là lập đề nghị báo giá. Từ yêu cầu mua hàng thì phòng mua hàng tiến hành lập đề nghị báo giá gửi cho nhà cung cấp. Sau đó theo dõi báo cáo báo giá của nhà cung cấp. Nhân viên mua hàng sẽ căn cứ vào đề nghị mua hàng để tìm kiếm các nhà cung cấp, yêu cầu báo giá từ các nhà cung cấp khác nhau để so sánh. Đánh giá nhà cung cấp có khả năng đáp ứng tốt các tiêu chí và điều kiện và lựa chọn nhà cung cấp cuối cùng. Tiếp đến đó là phê duyệt báo giá của nhà cung cấp. Này là căn cứ vào giá và yêu cầu của nhà cung cấp được phê duyệt, tiến hành lập hợp đồng của nhà cung cấp. Nếu không đồng ý thì sẽ yêu cầu báo giá khác. Tiếp đến là lập hợp đồng, thì trên hợp đồng ghi thông tin của báo giá, điều khoản thanh toán, lịch giao hàng, chuyển hợp đồng các bộ phận liên quan theo dõi. Sau đó đến nhập kho. Sau đó đến đề nghị nhập hàng và kiểm hàng để chuẩn bị cho khâu nhập
khâu nhập hàng theo lịch, phòng mua hàng lập đề nghị nhập hàng và kiểm hàng. Sau đó mình nhận hàng, rồi tới kiểm tra hàng có đúng yêu cầu hay không. Nhập kho, khi được vận chuyển đến kho thì các thông tin trên hợp đồng đơn hàng mua sẽ làm căn cứ để bộ phận kho kiểm tra. Khi nhà cung cấp giao hàng đến thì bộ phận tiếp nhận nhận hàng sẽ có trách nhiệm kiểm tra tình trạng hàng hóa bằng phương pháp cảm quan. Các mặt hàng không đạt đúng tiêu chuẩn sẽ phản hồi cho phòng mua hàng và phòng mua hàng tiếp nhận thực hiện các bước trả lại cho nhà cung cấp. Các mặt hàng tiêu chuẩn sẽ được tiến hành vào nhập kho. Khi hàng nhập kho thì các bộ phận sẽ nhập số lượng, còn phòng mua hàng sẽ bổ sung thông tin về giá. Sau đó mình sẽ thanh toán và lưu trữ hồ sơ. Phòng kế toán tiếp nhận và kiểm tra lại, nếu hợp lệ thì tiến hành thanh toán cho nhà cung cấp và lưu trữ hồ sơ kế toán cho nhà quy định. Tiếp đến là mình theo rồi chúng sau đó là mình sẽ kết thúc ạ. Dạ, nhóm em trình bày xong rồi ạ. À, cảm ơn bạn. Cái này sao nhỉ? Rồi các bạn dừng trình chiếu được rồi.